Anh em mình uy tín không ạ? Anh em xin được táo của chị Hằng. Táo của chị Hằng mọi người ạ. Táo đỏ ấy, táo đỏ Tân Cương của chị Hằng đấy. Lệ bầu đâu? Mình với Nhật Lệ chưa có bầu nhá, Nhật Lệ mượn nhá. Chị Lệ mua rồi à? Chị Lệ đang ở quê, đang vừa về quê có việc. Mai like nha cả nhà nhá, 18 giờ like. Cào râu đi ông người. Mai cạo, mai livestream phải cạo, mai livestream bán hàng thì cạo. Giờ không livestream bán hàng nên là không cạo đâu. 18 giờ cho cả nhà nhá, có cả bánh trung thu nữa. Nên là mọi người tha hồ thoải mái lựa chọn nhá. Chưa điền răng được, phải chắc là sang tháng mới điền răng được mọi người ạ. Đây. Đây có cái món này. Mình đang thích ăn lắm, ở trong quê mang ra. Ngon lắm, đặc sản ở trên chỗ nhà anh chú ấy, ngon lắm. Công ty này thì nhiều người ăn lắm, nhưng mà hiện tại là mình chỉ có 2 người làm thôi. Không, cái này bánh nhãn, đây là bánh nhãn ở Nghệ An mọi người ạ, ngon lắm. Ngon. Táo cũng tầm tạm, cũng có, nhưng mà mọi người vào sân thoải mái. Nói chung là không được, không đủ đẳng cấp như Quang Linh đâu. Nhưng mà cũng có, xin được táo để mà lên cho cả nhà mình. Đúng rồi, bánh nhãn này siêu ngon luôn. Cả một ai thì ăn hôm sau mình kiếm gái chỗ để mình bán. Nếu mà mọi người thích thì mình sẽ bán cái này ngon cực kỳ luôn. Chú Hoàng làm lôi y. Lôi có đây nhỉ? Lôi mà có đây thì BK với lôi nói chuyện tí. Đúng rồi, bánh này ngon lắm. Để hôm sau nha, ngồi nhà nhá. Ok. Ok cả nhà nhá, để hôm sau nhá. Anh Hoàng ơi, đi bia đi à? Ai đây? Ai bảo đi bia đây? Tuấn Anh à? Đúng rồi, lôi đang ốm. Lôi đang bị đi ra ngoài nắng bị sốt rét mọi người, chắc là bị trúng gió thôi, cũng như mình thôi mọi người. Đi nhiều thì bị ra ngoài nắng ấy, nhưng mình cũng thế mà, đi một thời gian thì cũng bị ốm hết rồi. Nhật Lệ đang ở quê, đang ở về có việc. Bánh gì đây ạ? À đây là bánh này. Cái này có hai vị, một vị là một vị ngọt, một vị là vị cay, mà mình thích ăn vị cay hơn. Nhưng mà vị ngọt, vị cay hết rồi, nên là mình chỉ mua được cái vị ngọt. Vị cay thì nó ngon lắm. Chú Tiến đi anh, chú Tiến á, chú Tiến giờ làm diễn viên 92 rồi mọi người ạ. Chú Tiến bây giờ đi làm diễn viên 2 rồi. Ui, hello anh Giai, anh yên tâm nhá. Nào mà nhờ Nhật Lệ lên đi anh, Nhật Lệ đang ở quê. Đang ở quê làm có chút việc. Đúng rồi, chú Tiến gia nhập sâu chầu này. Nhưng mà giỏi đấy, anh Tiến giỏi đấy. Mới thử sức mà đóng là trôi chảy lắm mọi người ạ. Mai có bàn trải điền policy nhá, chị Nguyễn Cúc nhá, có nhá. Có lên bánh ngày mai. Ngày mai lên bánh. Mọi người nhớ ấn vào sự kiện của ngày mai giúp mình nha mọi người. Mình vừa đăng lên video đấy. Ngày mai có bánh trung thu này, có cả táo đỏ nữa cả nhà. Anh Tiến đóng phim gì á? Đóng phim gì mày? Bật mí cả nhà nhá. Phim này là phim chiếu trên VTV. VTV5. Đúng rồi, mình người Kỳ Anh. Lỗi bị lỗi đi Đà Nẵng nhiều nên là bị không phải đi Đà Nẵng đâu. Kìa. Nhưng mà từ Việt Nam chưa quen. Đang ở Việt Nam chưa quen. Đấy, sang bên Angola là chắc là chưa quen thì khí hậu thời tiết nên là bị ốm. Thế như là chắc là cũng các chú chắc là cho ôm thuốc kiểu là mọi người yên tâm. Mai có cả sữa Vitamilk nha mọi người, có nhiều lắm. Mai là cái ngày mà mình thấy là có voucher này là nhiều nhất từ trước đến nay mình bán. Chưa bao giờ mình thấy là có voucher nó nhiều như thế. Nên là mọi người yên tâm nha, mai có sản phẩm ngon, bổ, rẻ. Có cả chị Táo hàng du mục với mọi người. Sao đặt hàng rồi mà không thấy gửi? Chị không mua, chị đặt sản phẩm gì đấy chị?
Nếu mà chị đặt bánh trung thu thì chắc là ngày này nay hoặc ngày mai là chị nhận được đấy. Mai có bánh trung thu nhá cả nhà nhá. Mai có bánh trung thu nhá. Có cả cái gì nhỉ? Có bánh trung thu này, set 1 có này, set 4 có này, có táo của chị Hằng này, có sữa này, có bàn chải Budusi này, nhiều sản phẩm lắm, có cả dao thớt các kiểu. Mai có táo nhá, 10 ngày rồi em, 10 chỉ cứ đợi đấy, bởi vì bên em pre-order là từ 7 đến 14 ngày, thì trong cái khoảng đấy thì bọn em sẽ đi đưa cho chị, là chị cứ cổng đến, chị yên tâm, kiểu gì là chị cũng đặt được mà. Đặt loa mà chị biết dùng, chị Nguyễn Thu Hà ấy, chị có thể chị ấn nút nguồn đấy, bắt đầu chị vào cài đặt xong bắt đầu chị chọn tìm kiếm cái wifi ấy, wifi là như K12 hay là K30 gì đấy, bắt đầu chị ấn vào là nó tự kết nối đấy, chứ bắt đầu chị hạ thôi. Đúng rồi, táo giới hạn mà, táo có ấy đâu mà. Mọi người ai săn được táo thì bánh trung thu thì mọi người nhường cho những khác nha, chứ đừng có kiểu đặt để bắt lại đấy. Bên mình là thực sự không muốn đâu, bắt lại với giá cao thì mai là 18 giờ like nhá, mai 18 giờ like mọi người, 18 giờ đến 22 giờ, ok, 24 giờ. Bật bluetooth nhầm, bật bluetooth chứ quên, mai chỉ lề lại cùng Nhật Lề không ra kịp mọi người ạ, Nhật Lề không kịp. Cặp dầu gội đầu á, ngày mai nhá, ngày mai là em bán dầu gội đầu luôn ạ. Ngày mai thì deal nó rẻ hơn. Chứ bao giờ mà người mua trong giỏ hàng của em thì giá là kiểu không được tốt bằng ngày mai mọi người ạ. Ngày mai thì giá sẽ nó tốt hơn. Lần đầu tiên mình thấy là giá nó giảm sâu như thế đó mọi người ạ. Nên là mọi người cứ nhá, cứ vào ngày mai, phiên chiều ngày mai 18 giờ mọi người tha hồ lựa chọn. Free ship các kiểu này, được voucher nhiều này, 80k cho đơn 150k đấy, như thế mà. Hình như vợ chồng này đâu dần nhau đâu, hai vợ chồng đang tình cảm như thế sao dần nhau được. My Life ở trang nào vậy? My Life ở trang của em nhá, trang của em. My Life, nick em đang like này, nick mà em đang like đấy, mọi người cứ vào ấn cái sự kiện đấy, em video em vừa tải đấy, thì là mọi người nhớ ngày mai vào 18 giờ. À, sao không vào Sài Gòn với Nhật Lệ hôm qua? À, tức là mình phải về quê, về Hà Tĩnh với Nghệ An để mà đi đăng kiểm xe, đăng kiểm xe của Hà Tĩnh của mình xong, bắt đầu lại đăng kiểm xe của ông Quý nữa. Mà xe của ông bố Quý thì đang gặp giấy tờ nên là mình không vào kịp. Nên là không, nói chung là cũng muốn vào lắm chứ, cũng muốn vào hỗ trợ cùng với chị Hằng mà công việc nói chung làm giấy tờ chưa kịp. Không kịp để vào mọi người ạ. Nếu mà kịp thì nó bay vào luôn. Tiếc